Chiếc xe ô tô bước đầu được xác định do người cầm lái chạy với tốc độ cao đã tông vào giải phân cách trên cầu Camet nối quận 1 với quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, rồi lao sang làn đường ngược lại, gây tai nạn cho hai xe máy vào chiều ngày 2 tháng 8 năm 2014. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, xe ô tô hiệu Camry biển số 51A51040 do tài xế Hoàng Long, 57 tuổi, ở quận Thủ Đức, chạy từ quận 7 để đi Thủ Đức. Khi gần đến giữa cầu Camet, phía thuộc phường 8 quận 4, thì bất ngờ lao sang trái, tông đổ hàng chục mét giải phân cách. Chiếc xe tiếp tục lao sang làn đường ngược lại, tông trúng hai xe máy, trong đó xe hiệu Vision do một cô gái chạy bị ủi dính bậc thềm dành cho người đi bộ. Cô gái này và anh Dương Thanh Tùng, 22 tuổi, ở quận 4 chạy xe quay, bị thương phải vào bệnh viện điều trị. Tài xế giải thích do xe nổ lốp nên gây tai nạn. Tuy nhiên, qua khám nghiệm bước đầu tại hiện trường, tổ xử lý tai nạn cho biết nhiều khả năng tài xế để mất lái, làm xe đâm vào vật cứng của giải phân cách mới nổ lốp. Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, một xe cứu hộ được đưa đến để kéo xe gặp nạn về trụ sở công an, tiếp tục phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.